Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên smartphone và màn hình cảm ứng tại tủ, chị Phan Diệu Linh đã có thể nhận được bưu phẩm của mình một cách dễ dàng qua dịch vụ tủ phát hàng tự động mà không phải tiếp xúc với bưu tá hay giao dịch viên tại bưu điện. Tôi thấy việc nhận hàng qua tủ phát hàng tự động khá là phù hợp với thời điểm hiện tại, bởi vì khi mà nhận hàng qua tủ thì tôi không cần phải tiếp xúc với bưu tá hay là đến bưu cục để mà nhận hàng, mà tôi chỉ cần ra tủ thực hiện một vài thao tác quét mã hoặc là nhập mã thì tôi cũng đã có thể nhận được chính xác cái gói hàng của mình. Trong cái thời điểm dịch bệnh hiện nay thì thực sự đây là một giải pháp góp phần đảm bảo cái an toàn chống dịch rất là tốt. Postmart là dịch vụ mới được Bưu điện Việt Nam triển khai. Ngoài ưu điểm là hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa bưu tá, giao dịch viên với người nhận hàng thì sau khi bưu phẩm đã về đến tủ, khách hàng có thể chủ động sắp xếp thời gian đến địa điểm lấy hàng sao cho thuận tiện nhất với lịch trình cá nhân, đồng thời đảm bảo được quyền riêng tư cá nhân của mình. Khi khách hàng trải nghiệm dịch vụ thì có thể tiếp cận với việc nhận hàng 24/7, tức là không bất kể lúc nào khi khách hàng có nhu cầu nhận hàng thì đều có thể đến những cái địa điểm đặt những cái tủ này để nhận hàng của mình. Và bây giờ khi xã hội phát triển thì con người ta cũng rất là coi trọng cái quyền riêng tư, nên là khi mà đưa những cái tủ phát hàng tự động này vào ấy thì nó cũng là một trong những vấn đề là khách hàng người ta chủ động lựa chọn khi mà tiếp cận những cái dịch vụ này để hạn chế cái việc không muốn tiếp xúc với ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư của người ta. Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể gọi đến hotline, bưu cục gửi hàng hoặc có thể nhắn tin trên fanpage chính thức của Bưu điện Việt Nam để yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận là tủ Postmart. Đối với những khách hàng đã có tài khoản app My Việt Nam Post có thể trực tiếp tạo yêu cầu thay đổi địa chỉ. Trong trường hợp phát sinh không nhận tiện nhận hàng, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu bưu tá phát tại điểm tủ mong muốn. Khi mà người dân mua hàng thì có thể đăng ký cái địa điểm mình nhận hàng. Ngoài cái địa chỉ trực tiếp như hiện nay thì chúng tôi sẽ công bố những cái địa điểm nhận hàng, và người dân thì có thể là đăng ký với các cái doanh nghiệp thương mại điện tử về cái địa điểm nhận hàng của mình. Hoặc là đối với những cái hàng hóa mà từ người gửi đến người nhận thì người gửi có thể ra Bưu điện Việt Nam gửi hàng và cung cấp luôn cái địa chỉ nhận hàng của người nhận, giữa hai bên người nhận và người gửi thỏa thuận với nhau. Hiện Bưu điện Việt Nam đang triển khai thử nghiệm 40 tủ phát hàng tự động, trong đó có 18 tủ tại Hà Nội và 22 tủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Bưu điện Việt Nam cũng cho biết sẽ dần mở rộng cung cấp dịch vụ này tại các tỉnh thành khác trong thời gian tới.